Phần thi kata, chương trình thi đại nấu thứ 1 gồm 3 bài quyền. Bài quyền thứ nhất, một bài quyền em tự chọn. Nghiêm chào thầy bài. Chào thầy bài. Đôi ngồi ra tí nữa không đi để nhớ lại ngồi nữa. Thầy đi nữa. Như những lần trước tôi nói thì trong các cuộc thi năm nay, giữa bài quyền thứ nhất và bài quyền thứ hai, huấn luyện viên sẽ cho chúng ta nghỉ 30 giây đến 1 phút. Sau đó thì sẽ thực hiện bài quyền tiếp theo. Bài quyền thứ hai đến bài quyền thứ ba thì sẽ được nghỉ lâu hơn, khoảng 1 phút đến 2 phút. Nói chung là 1, 2, 3 phút gì đó tùy vào huấn luyện viên của cái ban tổ chức thi năm nay thì người ta sẽ sắp xếp. Bài quyền tiếp theo trong chương trình thi đại học thứ 1 là bài Taki Soran. Nghiêm chào tên bài. Taki Soran. Giữa bài quyền thứ hai và bài quyền thứ ba chúng ta sẽ được nghỉ, thời gian nghỉ sẽ được 1 phút. Cái trình thi đại nấu thứ 1 thì khó nhất vẫn là nội dung kỹ thuật huấn luyện, bởi vì thứ nhất là nó nhiều, thứ hai là các kỹ thuật cũng khó hơn những cái cấp kia, cho nên là phần thi huấn luyện thì chúng tôi sẽ dành riêng cho một buổi. Bây giờ anh Hải sẽ thực hiện bài quyền cuối cùng trong chương trình thi đại nấu thứ 1, bài Bát Sai Đa. Bát Sai Đa. Vậy là chúng ta đã xem xong 3 bài quyền để thi lên đại nấu thứ 1. Để mà thi đỗ đại nấu thứ 1 thì đi như anh Hải là đỗ rồi, nhưng mà để mà chúng ta chỉnh kỹ thuật cho nó chuẩn theo đúng kỹ thuật của Shotokan thì hôm sau tôi sẽ phải chỉnh lại, sẽ phải hướng dẫn lại cho chúng ta để chúng ta có thể tập nó chuẩn hơn. Tức là kỹ thuật của Shotokan đòn nào mạnh là nó rất mạnh, còn đòn nào nhẹ thì nó lại rất bình thường, còn đòn nào nhanh nó rất là nhanh. Nó nhẹ thì nó chậm thì nó bình thường, nó không có đều nhau như một số cái phái khác. Đòn nào nó mà Shotokan thì đòn nhu nó ra rõ ràng, đòn
cương nó ra, lòng cương, lòng cương nhu nó rất là rõ. Hôm sau thì có thời gian hơn thì tôi sẽ phân tích lại. Bây giờ anh Hải sẽ hướng dẫn nhẹ nhàng về Vatsala. Chứ không
chứ không phải là lên cho một số nào mà lên ngừng lại cái xong rồi luôn à. Sau mà khi quay xong rồi. Nếu ta thấy là cái kỹ thuật của Soka là đòn là nhẹ, nó là nhẹ này, rất là lỏng, không hề có lực, không phải là như này, không phải là đưa ra như này, không phải mà kỹ thuật này thả lỏng hoàn toàn tay. À, xong cái kỹ thuật mạnh, ăn nó này như vậy. Dừng cái chân này, xong hạ một xuống. Đó, đúng rồi, thấy nó có lưng, lưng, lưng.